màn hình cảm ứng lên đến là 16 inch. Đây, to gấp 5 lần cái điện thoại của em. Đây. Thì anh chị nghĩ xem, thôi chế độ mà hát karaoke thì nhìn vào màn ảnh như thế này coi thì nó rất là tự tin luôn anh chị ơi. Đó. Và cái độ cảm ứng rất là mượt mà luôn, anh chị chỉ cần kết nối wifi lấy mạng thôi cho em là xong rồi, mình vào thẳng cái nền tảng như thế này đó, anh để anh chị có thể là bật karaoke, bật nhạc và bật phim ngay ở trên đây anh chị xem đó. Kết nối mạng mạnh thì nó sẽ chạy nhanh thôi đó. Rồi cảm ứng rất là mượt mà nè, đây kéo lên kéo xuống nè anh chị, không hề bị delay luôn. Con này là T71 nha mấy anh chị, dòng loa màn hình nè. Đây đó, tích hợp cho mình là 2 micro không dây nữa để mình hát karaoke ha. Đây, muốn cái gì thì tìm ngay ở trên đây. Chiếc loa này nó có cho mình là con bass 3 tấc cho nên là phục vụ cũng khá được nhiều người, tầm đâu đó là 15 người đổ lại đó, hơn 10 người có thể là sử dụng được em loa này rồi đó. Và mình sử dụng mà cả ngày á, thì cứ cắm sạc cho em, vừa sạc vừa chơi cũng được nha, nhưng mà đừng có làm như vậy nhiều quá thì lâu lâu dần nó sẽ bị chai pin. Đây đó, cho anh chị nghe thử tiếng nhạc của nó này. Đây, chấm vào thôi là được anh chị. Cái này là đang ở ngoài trời cho nên là màn hình nó hơi chói, cho nên là anh chị chịu khó xem nha. Đây đó, bo mạch tùy chỉnh rất dễ dàng luôn, bo mạch tùy chỉnh rất là dễ dàng luôn, đẹp chưa? Rất nhỏ gọn mà có màn hình to lớn.